bịch hôm nay chỉ còn 130k thôi nha mọi người. Tính ra là 20 mấy k một bịch là bịch. Nó quá hời luôn đấy mọi người. Ai mà được free sim đó là cực kỳ hời luôn nè. Bình thường mọi người mua ở ngoài quán nên là nó bàn cái soi, bàn cái soi tay. Bàn soi tay. Tôi có lấy soi tay cho luôn nha. Đúng rồi. Lăn nữa, lăn nữa, lăn nữa. Bình thường mọi người mua ở ngoài quán nên nó cũng phải rơi vào tầm 30k một cái bịch như thế này. 31k là một bịch. Còn khi mà mọi người mua combo 5 bịch, combo 5 bịch là chỉ có là 130k. Phần thủ kiềm dâu số mấy sáng về bà số 2. Số 2 là dành cho da sáng. Nó trắng sáng luôn đấy mọi người. Thích không, thích lắm mọi người thử mua về dùng đi. Ơ phải mở mở. Từ 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 từ. Từ từ chưa bán cái này để cất cất đã. Lăn cái bản nữa. Ờ cô lấy ra đi. Mua cho ra cái này thôi. Còn 2 suất. Còn 2 suất thôi mọi người ơi, 2 suất cuối cùng ạ. 2 suất. 2 suất để em qua nước giặt nha mọi người. Ừ, hay là qua cái xoay tay xong rồi qua nước giặt xong. Xoay tay. Xoay tay. Đây đây, ok. Được. Xoay tay ok lắm mọi người ạ. Xoay tay thích lắm. Mọi người ơi, mọi người cứ tưởng là mình lấy cái bông ngoáy tay hàng ngày ấy, mình ngoáy là nó sẽ không, nó sẽ sạch. Nhưng không nha. Không ở sâu mãi bên trong ấy. Đừng có lấy bông xoay tay sao ấy nha, nó dì vào ấy. Từ từ nha, từ từ tí cô xoay cho. Cơ rứt nó gì? Nhưng mà cô cái cơ rứt hết nó gì? Nó lại càng sâu vào trong đúng đây. Rồi. Cơ rứt. cái bẩn ở tai ấy nó sẽ lại càng đi sâu vào bên trong, cái sâu bên trong rồi. Tai ấy mọi người. Ok rồi, đây con này soi cho Lôi nè. Lôi nằm đây. Ok. Đây thì cái khi mà mọi người mua cái soi tai này về, mọi người tải cho em cái app là nó có cái hướng dẫn rồi. Nói chung là nó có hết tất cả các cái hướng dẫn ở đây rồi. Thì mọi người cứ làm theo hướng dẫn thôi. Xong về mọi người cái này thì cái này có hai đầu, một là đầu inox, một là đầu nhựa silicone. Thì khi mà soi cho trẻ con thì mọi người soi bằng cái đầu nhựa silicone nha, nó sẽ không đau rát chứ nhà. Rồi tôi lại đây. Ôi chị chưa tải về. Ở đây để em tải cho. Tải trên iPad rồi nhưng mà chưa tải cái này. iPad nhưng hôm nay chị không mang đi mà. Ờ không mang iPad đi cho Lôi học luôn nhỉ. Này giá cực kỳ hời luôn chị ơi. Ờ Lôi ngồi như thế nào cho dễ xôi nào. Này mọi người. Từ từ nha mọi người ơi, từ từ để mình lấy vào xong rồi ấy nha, xong rồi cho mọi người xem nha. Có mang cái iPad để mình học à? Không, cô lại quên mất. 499k hôm nay chỉ còn 162k thôi chị ạ. 162k thôi mọi người ơi. Cái này 62k. Hello. Ủa sao bây giờ vẫn ở đây? Ui, đang làm luôn á. Cái này nó rất làm gì làm mua đấy. Cái này nó rất là tiện là nó soi được hẳn vào bên soi trong luôn mọi người ạ. Wow. Chưa từ từ đây được vào đây. Ok. Chuẩn bị soi cho Lôi từ từ. Chuẩn bị soi cho Lôi nha mọi người ơi. Ôi đừng đau cái đấy. Ui ngon đi. Lát lên lại. Ui, ngon thế. Ơi, Linh cô bảo ăn cái này. Ờ, đúng rồi. Từ từ soi tay đã. Soi tay đã. Có dùng để em sơ sinh được không? Cái này chắc là dùng được bởi vì là rất là an toàn nha mọi người. Cái nào nhỉ? Không, cái nào mà không có bật à, chưa bật, quên chưa bật. Và nó có cái đèn nha mọi người. Ơ, từ từ. Cái này rất là an toàn nha mọi người ơi, an toàn nha, nhẹ nhàng. Cô lên làm cho lên tao thấy. Ơ, từ từ. Để cô lên bật rồi nó. Cái tay bên này à? Không phải ạ. À, chúng mình hiền lên rồi. Cô Lê ơi, đây, cái này. Ừ, đây rồi. Mọi người bắt qua wifi nha. Ấn cái nút này, ấn cái nút nguồn này. Xong rồi bắt qua cái wifi này. Ừ. Được chưa? Ấn này là bần quá, bần quá cô Lê. Hả? Bần quá cũng là nó xoay. À, bần quá. Bần à. Đây rồi. Ok nha. Ok, bắt đầu đây, bắt đầu soi cho Lôi nha. Đây nha mọi người ơi. Ôi giời ơi. Ui, mọi người thấy chưa? Cái này nó rất tiện. Đây chị ơi đây. Đấy cái tay của Lôi đấy. Đấy, Lôi thấy không? Yêu bẩn chưa? Ui giời, thấy chưa? Đây cho mọi người xem nhá. Đây chị nhìn được mà. Lôi ngồi vững nha. Đây nha mọi người ơi. Trẻ em thì nó có cái đầu, có cái đầu nhựa nha mọi người. Có đầu nhựa. Dạ xem cái. Từ từ để cô này cho mọi người xem đã. Cho mọi người xem. Đây nó có cái đầu nhựa này mọi người. Có đầu nhựa silicone nha mọi người ơi.
Đấy, nó sẽ an toàn không? Trên xước da của trẻ em mọi người. Đấy, mọi người thấy không? Từ mọi người, ai mà đang ăn thì đúng rồi. Nhưng mà giờ này không ai ăn nữa rồi. Đó. Đây, để cô cho mọi người xem đã. Xong rồi tí nó cho cô cho lôi xem sao. Để mọi người thấy không? Nó rất là tiện luôn ý mọi người ạ. Đấy, luôn làm im nha, luôn làm im nha. Đó, mọi người thấy không? Ở sâu bên trong ấy, nó rất là bẩn. Chứ không phải là mọi người được dùng cái máy tai bình thường mà nó sạch được đâu. Đúng rồi, tai của mình cũng thế. Tai của bản thân mình cũng vậy đấy mọi người ạ. Và cái này thì cái cơ rứt này thì nó nhỏ thôi. Nhưng mà khi mà cho vào cái máy này thì nó thành nó to ấy mọi người. Cái cơ rứt cái cơ rứt này, đây này, ví dụ này, mọi người nhìn này. Cơ rứt này á, tai của mình cũng không có đâu. Nhưng mà khi mà soi vào á, cô lùi, lùi đừng có chạm vào cô Lê nhá. Cô lùi, lùi, lùi. Cho mọi người xem kìa, cho mọi người xem. Cho sao sao rồi, cầm cầm vào đây cho mọi người xem. Cái này là nó zoom mà, nó zoom mà mọi người, cho nên là thích lắm. Mà hai, mà kiểu hai vợ chồng ở nhà ngoáy cho nhau rồi thôi rồi. Khoái. Ok, thích lắm. Nó như này. Đấy. Mình cũng đang ăn gà luôn. Ê chị, mọi người đang ăn. Mọi người đang ăn à? Con này cho lên xem mới. Nhưng mà ở đây này, đây sao cho lôi này. Nào. Cho lên cầm mới. Cho lên cầm. Cho lên xem mới. Đấy, lôi thấy chưa? Cũng bẩn nè. Bẩn nè. Bẩn nè. Cũng bẩn hề là sao? Đây này, lôi nhìn này. Rồi, quý anh tư vấn cho mọi người. Ok nha mọi người. Trong một cái này thì nó sẽ có cho mọi người có cái đầu để lấy cho trẻ con nữa này. Đấy. Cơ đứt này. Là cái nhựa silicone này nó sẽ không làm sứt tai hay như thế nào đâu. Còn đây là dây sạc nhá. Dây sạc. Đó. Sau mã này bọn chị lên quạt một tí cho nha. Cái này nó Cô lấy lại hết đi. Tầm 3 phút. 3 phút lên quạt cho mọi người mua. Cái này lấy cho trẻ con rất là an toàn nha mọi người ơi. Cái này giá hôm nay chỉ còn 160 nhỉ? 162k thì chị ơi. Giá chỉ còn 162k thôi mọi người ạ. Cái sau tay này thích lắm. Không bị đau đâu nha. Lương có đau không? Không. Lấy cho trẻ con thì mọi người lấy theo cái kiểu cho mọi người xem, cho mọi người xem cái. Thôi mọi người đang ăn, đang xem. À ừ rồi, thôi được xem đi. Đúng ấy. Không biết em có link lại không nhỉ? Vừa xong kem chống nắng ở đây. Ý em là bảo là lúc tắt like đi có link lại không mà sao tụi mình có nhiều không? Làm sao? Kem chống nắng á? Tí link lại. Đang vẫn đang còn giá. Ừ, vì chị không nhớ nó lên chưa. Link thì chắc chắn là link rồi. Ok. Vừa mới like kem chống nắng xong mà. Thì mới qua mã mà. Ừ. Nhưng mà đấy là lúc mà đã kết thúc like rồi. Còn bật like mới có là đã có bán kem chống nắng chưa? Mọi người ơi, lúc mà mình với chị lại like lại ấy, đã bán kem chống nắng chưa nhỉ? Không nhớ luôn ấy. Giờ đầu óc không biết kiểu gì nữa luôn. Bẩn quá. Bẩn không? Ok, bây giờ bắn là lên quạt trước này. Ok, lên quạt trước. Xong rồi quay lại khô bồ cho mọi người này. Ui, chị có cái này ngon lắm mọi người ạ. Bẩn quá, bẩn quá. Đang ngon. Đang còn xôi tay rồi là kem không bỏ. Thế rồi. Ok, lên quạt cho mọi người một xíu nha. Bây giờ là 21:45. Nên 5 phút. Lên cái quạt này 5 phút quạt điện cho mọi người nha. Ok chị ơi. Nhớ nhớ quên quên rồi mọi người ạ. Đây cho chị xin cái bản trắng như nữa Đức Anh ạ. Bản trắng này dùng hết điện. Ở đây dùng hết điện rồi mọi người ạ. Đây. Lên quạt nha. Lên quạt nha mọi người ơi. Có mã quạt này là có 4 loại nhờ, 4 loại đúng không? Đúng rồi. Một loại là bản thường, sau đấy là các bản tích điện. Cái giá nó có giá từ thấp đến cao. Nó tùy thuộc vào công suất mà từng cái quạt có. Thế thì có mình cho mình điện. Mua cái xoay tai á. Xoay tai. Bạn ơi mình muốn lấy cái giá tai. Bạn trả lời giúp mình câu hỏi của mình với. Chị ơi ở trong cái chị ơi cái xoay tai này ở trong giỏ hàng vẫn còn đấy ạ. Bọn em vừa mới thôi, bọn em đang ghim quạt ạ. Anh
anh chị muốn hỏi câu gì thì anh chị cứ comment lên, em sẽ trả lời cho con mọi người. Đây nghe một cái lấy một tí. Tai của ông Lôi kiểu ướt ướt đấy. Điện thoại. Cái này Lôi đang xem. Mình tư vấn. Không, em không thấy comment hỏi gì. Lên quạt đi chị ơi. Mọi người ơi, cái quạt này gồm có 4 loại nha. Loại đầu tiên là bản thường với giá 99k, là mọi người sẽ phải cắm điện vào trực tiếp ấy để cho nó quay.